Tin mừng theo Thánh Gioan. Ông cứ về đi, còn ông sống, ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Sức mạnh của đức tin. Tổ phụ Abraham đã cao tuổi nhưng vẫn tin vào lời Chúa hứa sẽ làm cho dòng dõi ông đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Vì thế, ông sẵn sàng lên đường rời bỏ quê hương xứ sở. Kết quả là Thiên Chúa đã ban cho ông người con là Isaac và một dòng dõi đông đảo sau này. Trong bài tin mừng hôm nay, viên sĩ quan cận vệ của nhà vua cũng bày tỏ một niềm tin như thế. Thay vì nghi ngờ và thất vọng, ông sẵn sàng ra về với niềm tin vào lời Đức Giêsu nói. Và dấu lạ đã được thực hiện, còn ông sống. Điều này cho thấy đức tin thật cần thiết để phép lạ xảy ra. Ngày nay, nhiều người chỉ muốn nhìn thấy phép lạ nhưng lại thiếu đức tin. Đôi khi, họ còn muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Hệ quả là họ vẫn còn sống trong sợ hãi, buồn rầu và thất vọng. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con, ngõ hầu chúng con luôn sống phó thác vào sự quan phòng của Ngài. Amen.